Bạn đã biết cách đọc đúng tất cả các cái từ chuyên ngành mà được chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Nhật và viết dưới dạng katakana hay chưa? Ví dụ như là uninstall là gỡ cài đặt, hoặc là install là cài đặt. Hoặc là các bạn đã biết cách sử dụng một cách nhuần nhuyễn cái cách hành văn đó là moshi kasuruto cộng với lại kamo shiremasen hoặc nani nani ni gosimpai o okake shinai yo ni. Chúng mình hãy cùng thử luyện phát âm cùng với lại cô người Nhật, sau đó sẽ có một cái đoạn hội thoại để mà sử dụng các cái cụm từ đó trong cái văn phong thực tế. Và hôm nay khi làm video này, mình có thực hiện chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt cái đoạn hội thoại mẫu, và mình thực sự cảm thấy học được rất là nhiều thứ về cái cách diễn đạt chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và ngược lại. Chúng mình hãy cùng tham khảo, cùng lắng nghe và thử luyện shadowing, cũng như là có thể shortcut màn hình để mà tham khảo cái phần mà dịch mẫu của mình, rồi sau đó mình có thể ứng dụng vào trong thực tế công việc của các bạn nhé. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Visa を発給する。ビザを発給する。ビザを発給する。ビザを発給する。査証手続き。査証手続き。査証手続き。査証手続き。何々がうまくいく。何々がうまくいく。何々がうまくいく。何々がうまくいく。顔認証。顔認証。顔認証。顔認証。持参。持参。持参。持参。セキュリティソフト。セキュリティソフト。セキュリティソフト。セキュリティソフト。アンインストールする。アンインストールする。アンインストールする。アンインストールする。署名。署名。署名。署名。念のため何々する。念のため何々する。そうですね。ところで、パソコンは弊社で用意しておく必要はありますか？ご本人のものを持参されますか？パソコンは今使っているものを持参して使うつもりです。では、弊社のセキュリティ基準がありますので、弊社に着いたら一旦 IT 部門に確認してもらって、必要なセキュリティソフトをインストールしてください。すでにインストール済みのソフトも、もしかするとアンインストールしないといけないものが出てくるかもしれませんが、その時相談しましょう。その他 NDA の署名な